Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tân thủ tướng Phạm Minh Chính lằn danh đỏ mong manh. Lằn danh đỏ đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra để cảnh báo các quan chức trong nội bộ, đặc biệt với các cương vị cao như thủ tướng chính phủ, về sự trừng phạt nếu có thể hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa tư tưởng và thách thức quyền lực tuyệt đối của Đảng và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đưa ra ý kiến về vị thế quan trọng nhưng đầy thách thức của tân thủ tướng Việt Nam như sau. Lằn danh đỏ là thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Anh, dùng để chỉ về một ranh giới vô hình được vạch ra nhằm cảnh báo việc không được phép vượt qua, nếu không sẽ đối diện với nguy cơ bị trừng phạt hay chịu hậu quả bất lợi. Đây là hình ảnh với 462 trên tổng số 466 đại biểu tán thành. Trưởng ban tổ chức Trung ương ông Phạm Minh Chính đã chính thức được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức sau đó. Lằn danh đỏ được Đảng Cộng sản vạch ra trong bối cảnh bất ổn thể chế khi chức năng độc đoán bị rối loạn và khi người dân ngày càng hiểu rõ hơn về bản chất của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam. Quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa của quan chức trong bộ máy diễn ra phức tạp và luôn có nguy cơ bùng phát. Có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng sâu xa là mâu thuẫn giữa ý thức hệ cộng sản của chế độ và các giá trị của kinh tế thị trường không thể có lời giải thích thuyết phục. Quá trình cải cách được khái quát là mò mẫm, dò đá qua sông, tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề khi Đảng Cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường sẽ có thể thay đổi như thế nào. Ứng phó bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi khiến lằn danh đỏ trở nên hết sức mong manh hơn lúc nào hết. Chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang thị trường là chính sách ứng phó giúp cho chế độ toàn trị khỏi bị sụp đổ như đối với mô hình của Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây. Trong quá trình chuyển đổi này, cương vị thủ tướng có quyền lực lớn được trao bởi luật pháp và thực tế điều hành, bởi chỉ có tăng trưởng kinh tế mới đảm bảo được tính chính danh của độc đảng cầm quyền của chế độ. Đặc biệt là khi mà các lãnh đạo cấp cao không hề được người dân trực tiếp bầu chọn một cách dân chủ. Ngoại trừ thời chiến tranh và giải quyết hậu quả của nó, quan sát các nhiệm kỳ đại hội đảng trong thời kỳ đổi mới, từ cuối những năm 1986 cho thấy vai trò cá nhân của Tổng Bí thư Đảng đã mở đi tương đối, trong khi vai trò của ông Thủ tướng Chính phủ đã mạnh dần lên. Với thành tích tăng trưởng tương đối cao trong gần 3 thập kỷ qua, người điều hành nền kinh tế được ví như vị tướng xung trận và dễ nổi bật với chiến công trận mạc hơn là sự lãnh đạo của Đảng bằng các văn kiện, nghị quyết kiểu buông rèm nhiếp chính. Không cố tình nhưng các vị thủ tướng đều để lại ấn tượng cá nhân trong mỗi nhiệm kỳ của mình. Hơn thế, thực quyền của Thủ tướng mạnh lên mỗi khi ông ta được cho là người mang lại lợi ích hữu hình cho quan chức trong bộ máy cai trị này. Đây là hình ảnh nhân sự lãnh đạo mới bao gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Và thay đổi bước ngoặt cũng sẽ xảy ra khi kinh tế rơi vào khủng hoảng, bất ổn kinh tế vĩ mô kéo theo bất ổn thể chế. Cao điểm là trong nhiệm kỳ Đại hội 11 năm 2011-2016. Ông Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này thậm chí đã bị đề xuất kỷ luật bởi Bộ Chính trị nhưng đã thoát hiểm khi không nhận được sự chấp thuận quá bán của các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cương vị Tổng Bí thư đã bị thách thức bởi đối thủ hữu hình và nguyên tắc lãnh đạo tập trung của Đảng bị lung lay dữ dội. Cả hai lãnh đạo quyền lực nhất của Đảng và Chính phủ đều có chung ý thức hệ. Bởi vậy, ý kiến cho rằng là đổi mới và ai là bảo thủ thì có lẽ không thỏa đáng. Đảng nhận định nguyên nhân của tình hình là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của bộ máy lãnh đạo là nghiêm trọng và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do con người chứ không thể do thể chế, và thể chế cũng do con người mà ra. Những phát ngôn như vậy của các chính khách dễ được cảm thông bởi mang tính tuyên truyền. Và giờ đây, tại Việt Nam,
nỗi ám ảnh về sự sụp đổ của cả một hệ thống các quốc gia trụ cột của hệ tư tưởng Marx-Lenin đã trở thành định kiến đối với những lãnh đạo được cho là suy thoái kiểu như Gorbachev hoặc là cựu tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô cũ. Thậm chí bị các nhà lãnh đạo một số ít chế độ toàn trị còn lại của hệ thống coi đó là tội đồ. Thực ra các quan chức nói chung và ông ta nói riêng cũng chỉ là sản phẩm của thể chế. Ở đâu cũng như vậy mà thôi. Và định kiến như trên đã dẫn dắt quá trình chỉnh đốn bộ máy của Đảng và Nhà nước. Công tác nhân sự là then chốt của then chốt, là phương châm chỉnh đốn mà Đảng luôn đưa ra. Và làn danh đỏ được vạch ra đối với các quan chức của bộ máy điều hành, đặc biệt là với vị trí người đứng đầu chính phủ. Sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 2 tại Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường chiến dịch đốt lò không có vùng cấm đối với những kẻ vi phạm quy định của Đảng và pháp luật, với những kẻ tham nhũng cũng như vậy. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Trung ương 13. Đồng thời với việc gieo rắc nỗi sợ hãi đối với quan chức bất tuân và có ý định chống đối thì sự thanh lọc xây dựng bộ máy mới cũng được chú trọng. Quá trình này được làm liên tục từ dưới lên và ngược lại bởi những quy trình chỉ thị chặt chẽ mới được thiết lập, đặc biệt là qua các kỳ đại hội đảng từ cấp cơ sở đến trung ương. Đại hội 13 đầu năm 2021 đã đánh dấu thành quả của những nỗ lực nói trên. 200 ủy viên ban chấp hành trung ương của Đảng chính thức vừa dự khuyết, những quan chức quyền lực trong bộ máy cai trị được chọn ra, trong đó quá nửa là một số mới được dự lần đầu. Có 10 vị trí là những trường hợp đặc biệt, trong đó bao gồm các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Các lãnh đạo của Đảng đã nhanh chóng lấp khoảng trống quyền lực trong bộ máy nhà nước trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Có nhiều bình luận về bộ máy mới của lãnh đạo đã kiện toàn cơ cấu miền Nam giảm đi và cán bộ chuyên trách Đảng chiếm ưu thế so với kỹ trị. Các lãnh đạo nội chính, an ninh, ủy ban kiểm tra, ban bí thư, những người tam kiệt thường xuyên công việc lãnh đạo của Đảng được tăng cường nhiều lãnh đạo kỹ trị được thay thế và luân chuyển sang các vị trí có thể kiểm soát hoặc ít trọng yếu hơn. Thế cải răng lược có thể giúp Đảng kiểm soát quan chức tha hóa quyền lực, nhưng tính chuyên nghiệp, tính kế thừa và năng lực của từng vị trưởng của các bộ, ngành và cả bộ máy đang là vấn đề làm cho lãnh đạo điều hành kinh tế khó khăn. Và rõ ràng là sự thay đổi các vị trí tứ trụ được quan tâm rất nhiều. Việc luân chuyển nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đánh giá cao về năng lực và kết quả điều hành, làm Chủ tịch nước đã dấy lên đồn đoán về vai trò quá độ của ông đã kết thúc. Vị trí được chú ý nhất là tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo cách nhìn truyền thống, thường thì sự kế nhiệm của vị Phó Thủ tướng, ông Chính được cho là đã bất ngờ vì tầm nhìn vĩ mô. Ông đã quyết đoán và thành công khi lãnh đạo một tỉnh biên giới gần sát với Trung Quốc, khiến dư luận nghi ngại về vấn đề đặc khu hành chính kinh tế ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh, sáng lập viên quỹ 50K biểu tình phản đối dự luật đặc khu vào hồi năm 2018. Bà Hạnh vừa bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam với lý do tuyên truyền chống nhà nước. Dự luật đặc khu hành chính kinh tế được cho là do ông thiết kế gây ra. Và dự luật này đã không được Quốc hội khóa 14 thông qua trước làn sóng biểu tình phản đối dữ dội của người dân cả nước. Ngoài ra, quá trình công tác chủ yếu trong lĩnh vực an ninh và chuyên trách Đảng tạo ra băn khoăn về năng lực điều hành ở tầm vĩ mô. Tuy nhiên, theo quan sát cá nhân, Đảng đã lựa chọn ông Chính làm Thủ tướng Chính phủ là sự ưu tiên chống tự diễn biến và tự chuyển hóa để duy trì chế độ khi những vấn đề khác như năng lực điều hành vĩ mô, uy tín cá nhân vẫn là ẩn số. Và làn danh đỏ được Đảng vạch ra sẽ thử thách ông trong nhiệm kỳ có nhiều điều đặc biệt này. Nếu tân Thủ tướng vượt qua và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành công thì không loại trừ khả năng ông có thể trở thành người kế nhiệm vị trí quyền lực tối cao của Đảng. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra kết luận như vậy. Và tân Thủ tướng Việt Nam nếu đề xuất đúng sẽ được ủng hộ ở các cấp cao nhất. Cũng trả lời đài BBC tiếng Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương từ Đại học Quốc gia Singapore cho rằng bốn vị trí cao nhất của chính quyền Việt Nam hôm nay gọi là tứ trụ có khả năng sẽ sát cánh với nhau. Theo ông Khương,
giảng viên trường chính sách công lý Quang Diệu tại Singapore thì đó là thuận lợi của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông nói, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có kinh nghiệm làm trong chính phủ rồi. Họ hiểu rất rõ các bài toán cần phải giải. Đây là hình ảnh hai ứng viên đại biểu Quốc hội độc lập, đó là ông Lê Trọng Hùng bên trái và ông Trần Quốc Khánh đã bị bắt giam trước đó. Các ông này có thể không bị bắt giam nếu không tự ứng cử vào Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có quyền lực rất lớn và có khả năng hỗ trợ toàn diện. Và theo ý nghĩ của tác giả, Thủ tướng Phạm Minh Chính rất may mắn. Ông nói tiếp, theo tôi, Thủ tướng Chính có khả năng tạo ra được thành quả xuất sắc trong cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Khi một thủ tướng mà có những đề xuất đúng thì tôi tin là phần còn lại của tứ trụ hiện tại sẽ ủng hộ ngay. Tiến sĩ Vũ Minh Khương, người có kinh nghiệm quản lý ở Việt Nam cũng đưa ra bình luận trước câu hỏi về tương quan giữa những quyết sách của Bộ Chính trị và quyết định cá nhân của Thủ tướng trong điều hành kinh tế. Ông nói, người đề xuất và bảo vệ luận điểm của đề án nào đó có ảnh hưởng rất lớn, do vậy phải nắm chắc và như thế thì mới có sự đồng thuận. Nói một cách khác đi là Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng Cộng sản, chuẩn thuận hay ra nghị quyết thì cũng phải có cái hồn của cá nhân chịu trách nhiệm đề xuất. Việt Nam trong 5 năm tới, theo ông Khương, là thời điểm rất quan trọng để đặt nền móng cho một quốc gia hiện đại. Giai đoạn này, quyết định của Việt Nam có cất cánh được hay không, và 5 năm tới, Việt Nam cần có bước tiến vượt bậc. Theo tôi, ai may mắn lắm thì mới được tham gia vào giai đoạn này, tức là tiếp tục công việc hội nhập với thế giới, nắm bắt cách mạng 4.0 hay thúc đẩy kinh tế tư nhân. Tiến sĩ Khương cũng từ Đại học Quốc gia Singapore nhận định, tân chính phủ phải đương đầu với những thách thức từ láng giềng nước lớn. Ông nói, cái hay của Việt Nam là nằm ngay cạnh Trung Quốc, mà Trung Quốc tiến rất nhanh và cũng là một thế lực khống chế rất nhiều về kinh tế, khoa học kỹ thuật, thị trường. Việt Nam phải đương đầu với những yếu tố đó. Vì vậy, Việt Nam không thể có sự lựa chọn nào khác là phải tự trỗi dậy để tồn tại. Giống như nếu Trung Quốc mạnh như Mỹ mà Việt Nam giống như Mexico thì rất là khổ. Thế nên Việt Nam phải cố gắng để sao được như bên Canada bên cạnh Mỹ. Tức là họ ở ngay bên cạnh mình, họ làm được mà mình không làm được thì tính chính danh của Đảng sẽ bị giảm sút. Cho nên chính Đảng cũng phải cải cách để ngang bằng trong một chừng mực nào đó. Thuyền trưởng trên con tàu đi trên biển lớn có sóng lớn áp sát vào mình như vậy thì mình phải vững vàng mà lèo lái con tàu vươn lên. Và tôi tin là làm được. Vị tiến sĩ này đã cho biết như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021 với bản tin Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính và lằn danh đỏ mong manh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.